Xin chào anh em đã quay trở lại với những video sửa chữa của em. Trên tay em hôm nay là một con Hono Magic 4 Pro. Trong video này thì em sẽ tiến hành là thay pin cho em nó anh em nhé. Anh em nào là thợ hoặc là người dùng muốn tự thay pin ở nhà thì cũng có thể là tham khảo cái clip thay thế sửa chữa của em. Anh em có thể là chọn vào chế độ tua chậm để anh em có thể xem chậm hơn nhé. Còn đâu trong clip ấy, em sẽ không muốn mất nhiều thời gian của anh em. Em sẽ tiến hành là tua nhanh. Để tháo được một con máy này thì nó cũng hơi khó anh em ạ. Ở phần lắp lưng này nó dán khá là nhiều keo, đâm ra khi anh em tháo thì anh em cũng sẽ cẩn thận, tránh trường hợp là chúng ta tháo bạo tay quá có thể là dẫn đến tình trạng bị vỡ lưng, bởi vì là keo nó dán cả phần bên trong chứ không riêng gì cái phần cạnh viền đâu. Và ốc thì nó cũng sẽ có hai loại, ốc ngắn và ốc dài. Thì khi anh em tháo ra thành công và tháo được cái lồng đậy mên ý, thì anh em sẽ tiến hành là lấy một cái băng dính nhiệt, hoặc là chúng ta có cái phần che cam ấy, ở trên thị trường thì nếu mà anh em thợ thì cũng sẽ không lạ được, không lạ gì với những cái về băng dính để dán bảo vệ cam tránh bụi rồi. Anh em nên để cho nó một ít keo vào để tránh bụi anh em nhé, bởi vì cái tiếp xúc cam nó khá là rộng, nếu anh em không dán vào thì cái tỷ lệ bụi cam thì nó rất là cao. Trong clip hôm nay thì em cũng sẽ thay một quả pin mà do khách order chứ không phải là pin của cửa hàng. Khách yêu cầu là thay giúp cho khách, bởi vì khách cũng đã từng thấy em sửa chữa cái máy này rồi, thì khách muốn là những cái người mà có kinh nghiệm rồi tháo thì nó sẽ an toàn hơn, thì khách mang đến và đưa cho em làm. Thì nếu mà anh em nào mà báo cửa hàng mà cửa hàng không có linh kiện thì hoàn toàn là có thể mua linh kiện và thuê thợ để người ta thay thế cho anh em nhé. Thật ra là hay khó thì nó cũng không quá khó anh em ạ. Nói chung là ai làm quen rồi thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy, thì sau khi tiến hành thay pin xong ấy, thì em sẽ vệ sinh phần camera, ráp lại toàn bộ các linh kiện máy và dán keo mới thôi. Anh em lưu ý là chúng ta để ý cái phần bụi camera nhá, bởi vì là cái phần tiếp xúc của nó khá là rộng, đâm ra kể cả có dán băng dính bảo vệ cam hay chăng nữa thì nó vẫn có tỷ lệ là bị bụi vào. Thì trước khi anh em ráp máy thì anh em nên để ý kỹ một chút, và đi keo thì anh em nên đi keo trắng hoặc là keo trong, tránh trường hợp là anh em đi keo đen là nhìn cái viền nó sẽ khá là xấu. Thì trên đây là cái clip em tiến hành là thay thế pin cho con Hono Magic 4 Pro. Cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi clip, và nếu mà anh em muốn xem những cái clip hay hơn thì hãy đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào.